một bài hát mà cái ngày 10 tháng 6 năm vừa rồi tại Việt Nam mà người dân mình xuống đường đông nhất mà ai cũng hát cả, mà bài hát đó của Việt Khang, lúc đó Việt Khang chưa dám để tên là của Việt Khang. Bài hát mang tên Trả Lại Cho Chưa. Trên tông mì thứ này mày cái mì thứ này. Yeah.